Ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã có bước chuẩn bị từ rất sớm, ngay sau khi thành phố nới lỏng giãn cách xã hội từ tháng 10 năm ngoái, khi đó là cho du lịch nội địa. Nay với du lịch quốc tế, thì như một lo xo bị nén lâu ngày, thành phố đã sẵn sàng về mọi mặt, con người, cơ sở vật chất cho giai đoạn phục hồi du lịch từ nay đến cuối năm. Xin chào bà Bùi Thị Ngọc Hiếu. Việc chính thức mở cửa lại du lịch quốc tế hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội cho ngành du lịch, nhưng hiện vẫn còn một số khó khăn liên quan đến thủ tục nhập cảnh, cách ly. Vậy Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có đề xuất gì để tạo điều kiện tối đa cho việc đón đưa khách của các doanh nghiệp trong tình hình mới ạ? Sở Du lịch và Sở Y tế cũng đã phối hợp để xây dựng cái kịch bản ứng phó với các tình huống khi có trường hợp F0 trong quá trình mà tham quan du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và các tiêu chí này, cái phương án xử lý tình huống này chúng tôi cũng đã triển khai đến tất cả các doanh nghiệp. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có cái văn bản 623 để gửi đến Thủ tướng Chính phủ việc quy trình để thủ tục để đón khách quốc tế đến với Việt Nam. Ngành du lịch thành phố rất đồng thuận với văn bản này và hy vọng rằng là Thủ tướng Chính phủ sẽ chấp thuận kiến nghị với các bộ ngành là tái lập lại các miễn thị thực đối với lại cái điều kiện mà đối với lại các nước như là trước khi chúng ta có dịch Covid-19. Và điều này nó cũng rất là phù hợp với việc là chúng ta vừa phục hồi kinh tế, vừa thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19. Việc mở cửa cũng không có nghĩa là sau ngày 15 tháng 3 thì số lượng du khách quốc tế sẽ tăng vọt ngay lập tức mà sẽ có độ trễ nhất định. Vậy đâu là giải pháp để ngành du lịch có thể đạt được những mục tiêu đề ra trong năm nay ạ? Cái nhóm giải pháp đầu tiên đó là nhóm giải pháp an toàn. Thì hiện nay đã có 44 khách sạn tương ứng với 8.928 phòng và 12 cái khu điểm du lịch cũng như 7 cái doanh nghiệp lữ hành đã hoàn tất cái thủ tục là xin được đón khách quốc tế đến với Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã công bố 366 điểm tài nguyên du lịch và 6 cái tour tuyến mới, đồng thời là xác định những cái tuyến du lịch mà trước đây chúng ta ít có như là đường thủy, hay là kết hợp giữa đường thủy và đường bộ, hay là sắp tới đây thì chúng tôi vừa đang phối hợp với công ty trực thăng miền Nam để khảo sát cái tour tuyến trực thăng tham quan Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một cái tour tuyến rất là mới, dự báo là sẽ mang lại những cái điều hiệu quả rất là hiệu ứng rất là tốt đối với người dân thành phố cũng như là khách quốc tế đến với Thành phố Hồ Chí Minh. Củng cố lại nguồn nhân lực để phát huy và nâng chất cái công tác phục vụ, gia tăng với cái giá trị cộng thêm trực tiếp cho du khách khi đến với Thành phố Hồ Chí Minh, tăng cường các giải pháp để hỗ trợ cho khách du lịch. Hỗ trợ ở đây là hỗ trợ cho khách an toàn khi đến du lịch với Thành phố Hồ Chí Minh, yên tâm khi đến du lịch với Thành phố Hồ Chí Minh. Và Sở Du lịch cũng đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch để chuẩn bị cho một loạt các sự kiện du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm có thể công bố một cách sớm nhất để thu hút khách và hỗ trợ doanh nghiệp cái xây dựng các tour chào bán cho các dịp như là dịp hè sắp tới từ tháng 6 đến tháng 9, hay là Noel, hay là Tết Dương lịch vào năm 2023, cũng như phối hợp với các doanh nghiệp và quảng bá quốc tế để giới thiệu hình ảnh và các hoạt động của Thành phố Hồ Chí Minh đến với lại khách quốc tế trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn bà đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài HTV.